Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện một vụ vận chuyển gia súc không có kiểm dịch thú y. Trước đó, chiều ngày 16 tháng 2 năm 2022, tại km 784 quốc lộ 1A đoạn đi qua huyện Hải Lăng, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Hải Lăng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 75C05389 do ông Mai Văn Tuyển sinh năm 1985, trú tại phường Hương Sơ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế điều khiển, đang có hành vi vận chuyển 32 con lợn không thực hiện kiểm dịch thú y. Đây là số lợn do Mai Văn Tuyển thu mua trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, được đối tượng vận chuyển vào tỉnh Thừa Thiên Huế để tiêu thụ. Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đang phối hợp với cơ quan thú y địa phương củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.